với Út. Dạ má. Con xách cái gà mơ này đem qua cho Nghĩa đi. Cái này là gì trong này má? Những cái đồ ăn anh con thích á, qua bên nhà người ta ở thì được, nhưng mà ăn mình phải tiếp tế đồ ăn qua, chứ ăn đồ ăn của người ta hoài kỳ lắm, hiểu không? Vậy để con đem qua cho anh luôn, để anh ăn cho nóng. Mà khoan, đem sao được cho tía thấy nha. Tía bay mà thấy là ông chửi á. Má yên tâm đi, mấy việc trốn này con gành lắm. Mình có kiến chứ hậu mà nó đâu có hai. Đi lén kiểu đó cũng bày đặt đi. Quá ga là nó đi tiếp tế cho anh hai của nó.